Giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 8 tiếp tục tăng mạnh, đâu là nguyên nhân? Giá cà phê hôm nay ngày 11 tháng 8 trong khoảng 46.000 đến 46.500 đồng mỗi kg. Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 đã tác động đến giá cà phê thế giới. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 46.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 46.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 46.400 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 46.400 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 46.300 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 46.400 đồng mỗi kg. Chư Prong ở Pleiku và La Grai cùng giá 46.300 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 46.300 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2022 tăng 50 USD tấn ở mức 2.145 USD mỗi tấn sau tháng 11 năm 2022 tăng 49 USD tấn ở mức 2 49 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 tăng 7,7 cent tổ ba ở mức 220,45 cent tổ ba, giao tháng 12 năm 2022 tăng 6,65 cent tổ ba ở mức 215,65 cent. 3. Giá cà phê thế giới tăng mạnh trong bối cảnh Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 của nước này không thay đổi, sau khi tăng 1,3% trong tháng 6. Giá tiêu dùng của Mỹ không biến động trong tháng 7 năm 2022 do giá xăng giảm mạnh, mang tới tin vui cho thị trường. Tuy nhiên, báo cáo vẫn cho thấy áp lực lạm phát cơ bản tiếp tục tăng trong bối cảnh cục dự trữ liên bang. Phép cân nhắc liệu có nên tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất lớn vào tháng 9 năm 2022 hay không. Đầu phiên giao dịch ngày 11 tháng 8, theo giờ Việt Nam, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index DXY giảm 1,18%, xuống mốc 105,2, đồng USD sụt giảm mạnh sau khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Giá cà phê còn đang được hỗ trợ mạnh bởi tồn kho sụt giảm liên tiếp sau 3 tuần, đã góp thêm phần hỗ trợ giá kỳ hạn Robusta London vượt qua mốc 2.000 phiên đầu tuần. Tính tới ngày 8 tháng 8, tồn kho Robusta đạt chuẩn sàn London giảm 2,15% so với tuần trước còn 100.090 tấn và đã giảm tuần thứ ba liên tiếp. Ngoài ra giá cà phê Arabica tiếp tục được hỗ trợ bởi thông tin khô hạn ở vùng Minas Gerais, Brazil đã không nhận được giọt mưa nào trong cả tuần qua làm giấy lên lo ngại về khô hạn dẫn tới sương giá. Giá tiêu hôm nay ngày 11 tháng 8 đang giảm nhẹ nhưng đã xuất hiện thông tin tích cực. Giá tiêu hôm nay ngày 11 tháng 8 trong khoảng 70.000 đến 73.000 đồng mỗi kg. Thị trường hồ tiêu trong nước và các quốc gia trên thế giới diễn biến tiêu cực, đồng loạt điều chỉnh giảm khi những dữ liệu xuất khẩu kém khả quan được công bố. Tại tỉnh Đắk Lắc, đắk nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.500 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 73.000 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.5 đồng mỗi kg, giảm 500 đồng kg. Giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng kg so với cùng thời điểm hôm qua, tùy từng địa phương, đây là lần điều chỉnh giảm thứ hai từ đầu tuần. Trước đó thị trường trong nước có chuỗi tăng từ giữa tháng 7 năm 2022. Trong khi đó, cộng đồng hồ tiêu quốc tế vẫn niêm yết tiêu trắng của Việt Nam ở mức 5.600 USD mỗi tấn, trong khi giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ ổn định trong khoảng 3.750 USD tấn với loại 500 gạo eo. Cũng theo cộng đồng hồ tiêu quốc tế, giá tiêu xuất khẩu của các nước tăng ở đầu tuần và đang có xu hướng giảm dần về cuối tuần. Từ đầu tuần, thị trường hồ tiêu trong nước và các quốc gia trên thế giới diễn biến tiêu cực, đồng loạt điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, hôm qua thị trường hàng hóa nói chung đã xuất hiện yếu tố tích cực. Hôm qua Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 của nước này không thay đổi, sau khi tăng 1,3% trong tháng 6. Giá tiêu dùng của Mỹ không biến động trong tháng 7 năm 2022 do giá xăng giảm mạnh, mang tới tin vui cho thị trường. Ngay lập tức giá cà phê tăng vọt, trong nước lên trên mức 46.000 đồng mỗi kg. Sáng ngày 11 tháng 8, theo giờ Việt Nam, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index DXY giảm 1,18%, xuống mốc 105,2, đồng USD sụt giảm mạnh sau khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Trong bối cảnh nhu cầu tại các nước sụt giảm khiến xuất khẩu giảm tốc, tỷ giá đồng USD yếu đi đang hỗ trợ các thị trường hàng hóa nói chung, hồ tiêu nói riêng. Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, châu Á vẫn là khu vực nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Việt Nam chiếm 46,3%. Tuy nhiên sau cùng, kỳ lượng nhập khẩu giảm 26,4%, trong đó giảm chủ yếu ở Trung Quốc giảm 79,5%, Pakistan giảm 62,7%. Các thị trường nhập khẩu tăng bao gồm UE, Ấn Độ, Hàn Quốc, Philippines. Đáng chú ý hai thị trường Singapore và Hồng Kông có lượng nhập khẩu tăng đột biến đặc biệt là trong tháng 7 với lượng nhập khẩu của mỗi thị trường lần lượt là 2.806 tấn và 1.152 tấn. Nhập khẩu của châu Mỹ đứng thứ hai và giảm 15,8%, trong đó Mỹ là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất từ Việt Nam, đạt 32.845 tấn, giảm 16,1%. Tiếp theo là Canada, 2.050 tấn giảm 4,5%. Khu vực châu Âu nhập khẩu cũng giảm 12,2%, đứng đầu là Đức, Hà Lan, Ireland, Anh, Nga Pháp. Tại châu Phi, lượng xuất khẩu sang khu vực này cũng giảm do có sự cạnh tranh của hồ tiêu Brazil, 7 tháng khu vực châu Phi nhập 7.579 tấn, giảm 23,7%, trong đó Ai Cập giảm 56,5%, Nam Phi giảm 16%, Selengan giảm 10%. Các thị trường nhập khẩu tiêu trắng hàng đầu bao gồm Mỹ, 3.365 tấn, Đức, 2.874 tấn, Hà Lan, 2.147 tấn, Thái Lan, 1.374 tấn, UE, 1.324 tấn.